Cái vườn này là của nông dân của công, công Đà Lại Lý Sau Phú. À, đây mới tới công đây. Chú là Mấy đổ si từ năm ngoái, là từ 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 năm ngoái đồ cuối tăng cuối năm 12 ngoái, cuối từ 29, cuối năm ngoái đó. 12 âm lịch. Dạ. Lúc bây giờ ngắt nước xong Dạ. là đổ. Cây này, chà, cây này hồi xưa chắc nó cùi dữ lắm hả chú? Ngày xưa nó cả nó có trăm chứ gì đâu. Năm ngoái thì mình cây này Mới mới phục hồi mấy năm nay rồi, 3 năm. nhưng mà năm ngoái thì mình được bao nhiêu trái? Năm ngoái là cũng được, năm ngoái 90 trái. Năm nay cả 100 trái. Nhưng Trái mà chú so sánh năm trái năm ngoái với năm nay thì như thế nào? năm ngoái thì nó nhỏ hơn trái năm nay. Dạ. Năm nay là Rồi trái gai nhọn. mình áp dụng nó đúng cái là nó cái hiệu quả nó cao hơn. Dạ. Mà chú không có xài một giọt thuốc bảo vệ thực vật nào? Cái đó có. Có giai đoạn nào? Có cái giai đoạn Giai là đoạn đầu. cái không. Cái giai đoạn mà trái nó mới tầm độ mấy lạng đó. Bây giờ là chú có phun. Thế thôi, Tầm lâu độ lúc 7 đầu. 7 8 lạng Dạ, một lúc tí đó. giai đoạn đó là có Vì sâu, lúc nhưng bây mà giờ là không ấy được cho dạ. nên là không không bơm kịp thời cái Dạ, là nếu mà mình không không xử lý được thì ê này, chú cũng có dùng cái phun cái nấm đó. nấm. Họ không yên tâm đi nha, tức là xài nội sinh của cây trồng này thì nó cũng kém. Nên chú ấy sang năm thật chú không cần phải dùng tới tới thuốc bảo vệ thực vật đâu ha. Năm nay thì chú lo lắng thì cũng có thể là cho phép xài cuối năm ngoái, xài xong là cắt nước luôn. Năm ngoái xài xong cắt nước. À Năm ngoái là tôi đổ 3 lần đấy. dạ năm ngoái cuối năm 12, tháng 12 hả? Tháng 12 là À, đổ đổ xong 3 lần. cắt À, đổ xong là cắt nước, đúng rồi, nó rơi qua. Vậy là cắt nước tháng nước. Tôi đổ đến khi cắt nước tháng 4. Cái giai đoạn này là tôi đổ Cây này là còn hết còn là yếu thôi. nên khả năng rầy Mấy là bữa cao. đọc khô toàn rồi. Đúng, cục đọt luôn rồi này, ghê, 100 trái. Rồi bắt đầu sang năm đây này, nên chú ông lo ông vẫn xài cái này, Cái cái đó dép đúng không? bơm bơm cái giai đoạn này Dạ. là mấy cái giai đoạn trái nó rất là nhỏ đấy, Dạ nó dạ không dạ sạch dạ được. dạ không, tới đây chúng mấy tháng rồi, nó cũng cũng Cái này bơm mấy tháng rồi dạ vâng dạ tại vì lúc đó nội sinh đó. cây trồng Bơm bơm gần này một tháng nó này rất là yếu nên là rầy rầy nó tấn công thì chú có á. bơm được ấy đâu, bơm được đều đâu. Trong cái giấy này chúng có nói rằng là trong mùa mưa dầm á ha. Chú nói là năm nay đây mưa nhiều đúng không? Hôm nay mưa nhiều. Dạ, thì trong mưa dầm thì tốt nhất là bón hữu cơ ha. Mưa dầm chừng nào bón hữu cơ nhiều chừng đó, thì khi có hữu cơ thì vi sinh vật nó phát triển lên, con này con kia ăn, nó hoạt Tôi động thì chủ nó yếu tạo là năng lượng trong cái đất. phân hữu cơ là nhiều, Dạ, là chính á. ghê không, cái cây này mà 100 trái mà nó cùi thế này. Mức độ là tôi đầu tư cũng tương đối chứ không phải Dạ, ít. đến nay thời điểm này mà được bộ lá như thế này, mặc dù là chưa đẹp, vậy là tốt rồi. Linh hoạt thôi chứ cây này mà hồi đó mà nó kém nên là sâu rầy nó tấn công kinh lắm. Trái này ăn chắc ăn là chưa ăn Lớp được. này chưa ăn được đúng Chưa ăn không? được. Chưa ăn được Nó đâu phải em. thấm cái vỏ đi thì nó mới. Nó phải màu đỏ lên và bóp vào nó mềm, trái hồng. Đây, Ở đây có cây hồng được không? Chú không làm hồng. cây này là cây chính hóa này, À, cây chính nó hóa. phải sau tháng 5 nó mới ra này. Công ở đây là công được được bao nhiêu vườn rồi công? Cây chính hóa này sáng ra 15 vườn. 15 vườn, tốt rồi. Ok. Đây là sinh hóa đấy. Đây là từ cái này nó từ. phân phân múi rồi là em đã tìm giống này. Giống này cái hả? này là mới được tầm độ 2 3 tháng, chưa được 3 tháng. Dạ. Anh nông dân anh cũng có mấy người Những anh cũng cây là sinh cây hóa bản xứ đây, cây bản địa. nhưng cái này Dạ. thơm. Ngày Chú xưa có là xài phân phân gà không hay là trấu? phân heo ấy, À, phân heo hả? Có xong nó trấu. ủ À, ủ xong hả? nó ủ với cái chế phẩm sinh học đó, Dạ rồi. Dạ. cái Rồi, heo trong đen. phân heo thì con vẫn cho xài, nhưng mà không hiểu sao trong phân heo á, các cái nấm gây bệnh nó nhiều hơn trong phân gà, phân cúc, phân dạ, nên là dễ thôi. Dạ. Nhưng mà đất rất là tốt ha. Chú ông ý thức hữu cơ, tức là chưa khi gặp si thì chú đã xài hữu cơ nhiều không? Mà con thấy Ôi đất cái của chú này như trùng. tôi năm nào cũng nhiều chứ không có ít. Dạ, dạ, Hữu dạ. cơ của tôi là chủ yếu là hữu cơ cho Cây nên là chú chủ bộ yếu lá gặp ấy nhưng mà si là trái ít kinh thôi. á. Bộ lá thì chưa được đẹp lắm. Thì cơ bản là không bơm Dạ. được. Dạ thôi. Cũng không sao đâu. Không bơm được là nó Dạ, lại tại kém vì thôi. chú lớn tuổi rồi mà đất đai thì nó như thế này. Dạ.
Với lại cũng mới làm xong là lại cắt nước, làm xong có mấy tháng là lại cắt nước. Mà làm ngay cái mùa nắng nữa chứ. Nói chứ nắng mình tưới đâu có đủ. Tháng 12 âm lịch thì ở đây còn mưa không ta? Tháng 12 năm nay là hết mưa rồi, mưa. À chú bảo ứng dụng si. Dạ là hết mưa rồi đó hả, phục hồi vườn. Là bắt đầu ngắt mưa cho đến chà. Tháng Trời ơi cây này cùi cùi mà trái không nhiều á. Chú đếm chưa? Cây này bao nhiêu trái? Cây này nó phải tầm 70 trái gì đó. Ghê hả? 70 trái hơn á. À, hữu cơ nhiều. Cái nền đi êm. Cái nền đi êm. Tốt rồi. À. Cái này là nguyên cái phân ấy, phân dạ. Keo là có đủ. Mưa dầm là đúng rồi đó, làm gốc phải sạch như thế này. Ha, à, cho nó thông thoáng, cho độ ẩm nó không có quá cao. Bốn dạ. Bao được mùa mới lại vất mỗi gốc là một bao cái dạ dạ ôi trời ơi giống này giống gì á? Chính hóa đó. Chính hóa hả? À, con dở về giống tại vì khi con dạ ôi ôi chính hóa cái ốc khỉ á, nó khỉ. Cũng ra cùng mấy cây sinh ra sớm hơn cây trên kia dạ. Nó cũng giai đoạn đó nhưng nó trước nhau tầm độ ôi cái cây này cũng nhiều trái lắm á nha. Cái này nó nhão này, ăn nhưng mà ăn dạ. Ăn nó đặc nữa. Dạ. Ai ăn thích nhão thì ăn chính hóa. Dạ. Ôi, cái giống bản địa. Tầm độ 100 trái gì đấy. Dạ. Ôi, cây này nếu mà ấy là nó phải cán được hơn 100 trái. Dạ vâng, nó cá nùi, cá nùi. À. Lá nó vẫn có. Nhớ nha, mưa dầm thì không có nên bón amino. Ừ. Bởi bón amino là nó giữ nước. Dạ. Tại vì amino nó đâu có sinh khối đâu, amino có một xíu vậy. À, máy nắp như thế này thì cô đặt lại được có một cục chút xíu bằng con về làm cây có vi sinh vật nên phải bón hữu cơ. Bón hữu cơ cho các vi sinh vật nó ăn, quá trình nó ăn. Nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển và nó vận động ở trong đất thì nó tạo năng lượng cho đất, làm cho đất nó ấm lên và nó chuyển hóa dinh dưỡng. Nên mưa dầm là bón hữu cơ là tốt nhất. À. Hữu cơ thôi. Dạ. Cả vấn đề mà mưa nhiều cũng không nên phun cái công thức tăng trưởng đấy, cũng không nên dùng quá nhiều amino, 250 ml nhiều công là được rồi. Giai đoạn này là hết lớn rồi nên là phun công thức nấm của Thuận Thiên. Phun công thức nấm đang ở nói xong rồi hỏi anh cái đó người năm ngoái tôi phun là tôi bị lỗi là tôi thấy nó lỗi đấy nhưng mà tôi vẫn sử dụng. Dạ như thế này nè, khi mà đất của mình mà pH mà nó thấp á thì thật sự đó là xịt cả thuốc bảo vệ thực vật mà loại độc hại nhất nặng nhất cũng không xua đuổi được sâu rầy đâu. Cái phun của Thuận Thiên chẳng qua là cái hỗ trợ thôi. Nó chỉ phun phòng. Dạ chứ và vấn đề là cơ bản là đất pH trên 6 được 2 tháng thì hết sâu rầy. Chỉ nhớ một điều như vậy. Tôi cái giai đoạn từ một hồ đến cái giai đoạn vừa rồi đấy, cách đây tầm độ hơn 1 tháng đó là tôi kiểm tra là nó tầm rồi pH của chú. À, sơn 6,5 hết rồi, chỉ có cây mưa nó tuột xuống thôi. Dạ nhưng vừa rồi cách đây tầm độ không. Ngày là tôi kiểm tra vẫn dạ ổn định chứ, cứ 3 tháng mới một lần thì nó luôn luôn trên 6,5 hồng rồi. 5 mấy dạ. 7, 5. À có thể là sau cơn mưa có những cây mưa nó pH nó thấp thôi. Dạ. Nhưng mà như thế này, ví dụ như pH trên 6 rồi nhưng mà cây mình suy rễ mình nó kém thì nó đâu lấy được dinh dưỡng đâu mà nội sinh nó tăng, dẫn đến nó cũng có rầy, ví dụ như vậy. À. Bồ sang năm, một cái này sang năm là một cây này đẹp. Bồ cái chùm này sao mà nó khủng khiếp vậy này, 2 4 6 8 10. Rồi cái cành này 10 trái. Khiếp không? Cây dưới này đẹp hơn cây trên chưa? À, càng xuống dưới em, càng dưới thì đất càng xuôi thì hữu cơ dồn về. Về đây có cước lợn hết rồi này. Cây này nó ra được một cái. Rồi 2 4 6 8 9 trái. Cây này là 11 trái cành này. Dạ, 2, 4, 6, 8, 9 trái. Đây 2 trái. À, đây 2 trái nữa. Nhưng mà rồi. Nó không, nó ra xong cái sắp về sau nó không ra được nữa. Dạ. Về sau nó ra chậm, ra về sau tôi cũng mặc kệ nữa. Dạ, thôi mặc kệ, mặc kệ. Thôi, vậy đi. Rồi cái sau này đó, sau đó. Dạ. Dạ. Rồi, ok.
Con còn vườn nào nữa phải không? Con chứ, con. À. Còn vườn khác đi con. À, qua vườn khác với trời tối đó. Vườn này nói như vậy là được rồi. Để lưu ý nông dân một số cái mưa dầm. Hồng nè. Trời ơi, thích không? Ở đây là cao sâu mặt nước biển là 600-800 mét đó. Nên là không khí đây rất là lạnh. Cái tối đây rất là lạnh. Đúng rồi. 600 mét, chỗ Phú nhà là 800. Ồ, chú cũng để trái này. 2, 4, 6, 8 trái. Rồi ôi, đẹp quá. Rồi, cây nhỏ nhỏ mà trái ghê không. Sang năm giúp chú bộ lá làm xong, phục hồi lại cho hữu cơ. Wow. Oh, wow. 2, 4, 6, 7 trái. Đẹp ha. Ok. Yeah. Thôi được rồi chú, mình vào nhà mình uống nước trà đi ha. Để con coi, con có vườn nào gần đây nữa không? Hơi xa đó. Hơi xa hả? Thôi bây giờ về nhà công đi. Là gần nhà công, vườn đó gần nhà công. À vườn nhà công. Vườn đó vườn tơ mà. À vườn tơ hả? Vườn tơ thì không có gì để nói ha. Rồi, ok. Đi về nhà công thôi. Ôi trời thích quá.